Đúng là hệ thống miễn dịch có một vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự sống của con người. Đặc biệt là đối với bệnh ung thư thì hệ thống miễn dịch quan trọng lắm. Thành bại là ở chỗ này. Hệ thống miễn dịch mà tỉnh táo hoạt động tốt thì ung thư không phát triển được. Trái lại, hệ thống miễn dịch mà suy yếu và không tích cực thì ung thư sẽ lấn lướt. Thế thì để mà nâng cái hệ thống miễn dịch lên thì có thể có nhiều các cái chất, các cái thảo dược có tác dụng đó. Riêng về cái thành phần của Nutrien Can thì tôi thấy là thành phần của Nutrien Can nó có cái vai trò nâng cao hệ miễn dịch, đồng thời bổ sung các cái khoáng, vitamin và các hoạt chất sinh học cho cơ thể, giúp cho cơ thể mạnh lên để đề kháng được bệnh tốt hơn. Thì như đây chúng ta thấy thì trong cái thành phần của Nutrien Can có mấy chất này, tôi đặc biệt nhấn mạnh đến cái beta glucan. Beta glucan này nó chiết xuất nó hoạt chất của 9 loại nấm rất là quý của Nhật, và tác dụng của nó là nâng cao hệ thống miễn dịch, tăng cường cái khả năng đề kháng, chống lại bệnh, tiêu diệt tế bào ung thư. Thì cái này rất quan trọng. Và thứ hai là đến là bột gạo lứt của huyết rồng. Bột gạo lứt của huyết rồng thì bột nói chung gạo lứt đã là tốt lắm rồi, nhưng mà gạo huyết rồng thì nó rất dương và các cái hoạt chất của nó rất là mạnh và các cái vitamin của nó cũng rất đầy đủ. Rồi nó có đủ cả vitamin A, D, E, các khoáng chất cần thiết, selen, đồng, kẽm, thiết, mangan, sắt, vân vân. Đấy. Thế ngoài ra các cái đậu thì đậu đỏ có nhiều hoạt chất sinh học tốt, đồng thời đậu đỏ rất dương. Mà chúng ta biết ung thư là âm cho nên cái dương rất quan trọng. Đậu đen hoạt chất sinh học cũng rất tốt, nhưng mà đậu đen đi vào thận, mà thận là một trong cái trung tâm lọc máu, thận tốt thì có thể là máu sẽ tốt. Và Đông Phương Học rất chú ý quan trọng đến cái vai trò của thận trong lọc máu, cho nên bất cứ bệnh gì đều đều có thể chữa thận được cả. Thì đưa cái đậu đen vào tôi cho là rất tuyệt vời. Đưa cái bột bột mè đen này, bột mè đen vào vào trong thành phần này rất tuyệt vời. Ngoài ra thì đây còn có hạt kê. Hạt kê là cái chất mà bổ dưỡng rất tốt. Tỷ lệ số lượng axit amin tổng số của của hạt kê ngang với thịt, nhưng mà nó là của thực vật cho nên nó có tỷ lệ rất trùng hợp với cái tỷ lệ axit amin ở người, cho nên kê có thể nói là bổ hơn thịt rất nhiều. Cả cái tổ hợp của mấy cái loại này mà cho vào cơ thể thì tôi cho đấy là một cái tổ hợp rất tuyệt vời, và có thể nói rằng nếu như An Can ra đời là một bước đột phá trong cái ngành phòng chống bệnh, nâng cao sức khỏe của người dân cách đây mấy năm, thì bây giờ đến Nutrien Can cũng là một cái đột phá, một đột khá khá mạnh trong cái việc nâng cao sức khỏe, duy trì cái trạng thái quân bình để và bồi dưỡng cho cơ thể để mà chống bệnh nói chung và bệnh ung thư có hiệu quả cao hơn hẳn.